Thanh niên này đang chiến đấu với một con quái, bắn rụng chân nó, nhưng nó vẫn cứ là khỏe, rút lục ra bắn cũng không ăn thua. Anh thấy cái rìu bên cạnh, lôi ra làm thạch xanh bổ, nhưng mà xịt, rồi sao nữa? Đây là bộ phim nơi trái đất bị xâm chiếm bởi người ngoài hành tinh, con người đánh không lại, nên phải về quá khứ kêu ông bà ba má cụ kỵ ra đánh cùng. Bọn quái vật có xúc tu bắn ra gai, giáp chống đạn, chân to chạy nhanh vừa lờ, đi tu lấy pháp danh là thích ăn thịt người. Con người bị ăn thịt gần hết, phải sống co cụm trên giàn khoan và tàu ngoài biển. Loài người sắp tuyệt chủng đến nơi, nên nghĩ ra một cách, đã dùng cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, tuyển thêm lính đánh nhau với quái vật. Đây là nhân vật chính Dan, cựu thủ quân Mỹ, nhà khoa học tốt nghiệp bách khoa, giờ đang là giáo viên cấp 3. Bố Dan, cựu chiến binh, sau khi tham chiến bị sang chấn tâm lý vì bị những lùm kề chửi mẹ quá nhiều, sang chấn đến nỗi đi lính về bỏ vợ con trốn mất. Vì thế nên Dan ghét bố. Bố Dan thì ghét chính phủ, nhưng bố Dan có rất nhiều máy bay riêng và kho vũ khí riêng. Chả ai giải thích nhưng ông này là như vậy. Con gái Dan, giải đời, rất yêu bố, muốn làm nhà khoa học như bố bằng cách đi đào đất. Dan rất yêu con gái, vợ Dan không quan trọng lắm. Ông già đen 1, người hiểu biết về công nghệ. Ông già đen 2, chiến binh các thứ. Phim bắt đầu hay khi Giáng sinh 2022. Ai cũng vui chửi Dan vì vừa trượt phỏng vấn xin việc mới. Và thanh niên cầu thủ này, vì đang chuẩn bị ghi bàn thì một cổng không gian xuất hiện. Một tiểu đội bước ra ngoài và nói mình đến từ tương lai. Chúng tôi đến từ tương lai. Sami ra đây giải thích là con người ở tương lai sắp diệt vong vì người ngoài hành tinh và cần tuyển người ở quá khứ đến tương lai để chiến đấu. Và thế là cả thế giới bị thay đổi. Chính phủ trên khắp thế giới tuyển quân, không màng giới tính, nhưng mà có phân biệt quốc tịch vì ở đây toàn là người Tây. Tỷ lệ chết trong chiến trận cực cao, 10 người đi thì 11 người chết. Một năm sau, Dan đang dạy học thì bị gọi đi lính, bị gắn thiết bị đo sự sống vào người. Mỗi lần đi lính sẽ kéo dài 7 ngày. Nếu sau 7 ngày vẫn còn sống thì sẽ được lập tức trở về hiện tại. Vợ Dan không muốn Dan đi vì đi thì chết. Người ta ở nhà đụ vợ Dan đánh con Dan. Vợ Dan bảo Dan đến nhờ bố giúp vì bố Dan giỏi mấy thứ công nghệ. Dan miễn cưỡng đến chỗ bố nhưng lại cãi nhau với ông già. Tôi thà chết còn hơn nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Sir Boy, sau này Dan vẫn nhờ bố giúp. Ngày nhập ngũ, Dan gặp anh da đen 1 và anh da đen 2. Tay béo là chuyên gia công nghệ, tay da đen 2 thì đã đi đánh nhau 3 lần trong tương lai. Trên cổ có một cái móng vuốt của quái vật làm chiến lợi phẩm. Tất cả lính mới được tập trung ở một cổng không gian rồi tay lẹt đến tương lai, nhưng mà cổng bị hỏng. Mọi người nhảy xuống sai địa điểm, từ trên trời cao tuần đảo forward, chết gần hết, trừ Dan rơi xuống bể bơi và một vài nhân vật chính khác. Vì đã từng tham chiến ở Iraq, Dan được giao nhiệm vụ giải cứu nhóm người nghiên cứu ở bệnh viện. Cả nhóm đến bệnh viện nhưng nhóm nghiên cứu đã bị giết sạch. Chỉ huy ra nhiệm vụ cho Dan và cả nhóm lấy những tài sản giá trị trong bệnh viện mang về. Vừa lấy xong thì cả nhóm bị quái vật ập đến tấn công. Tất cả chạy ra chỗ cầu thang thì bị quái vật từ trên cao lao xuống đánh úp. Ú òa, trận chiến khốc liệt diễn ra trong cầu thang. Tất cả dừng súng lên bắn nhưng có vẻ lũ quái không bị làm sao. Dan đẩy lùi được một con, lại có con khác lao tới, bắn nhau loạn xạ. Thanh niên béo ục ịch ra đèn này vì lý do gì đó không chết. Tất cả chạy, chú đầu chọc này đi cuối đóng cửa thì bị con quái vật sộc vào. Đô đi ăn thịt, Dan ở lại chiến đấu, bắn tụng chân con quái, lấy rìu bổ nó nhưng xịt, nhưng mà lại thốc ngược lên vỡ cẳng con quái. Giang co một lúc thì anh già đèn đến, bắn cho con quái tung tóe. Nhóm của Dan sau đó phải chạy đến chỗ xe bọc thép trước khi khu vực này bị không kích. Hay quá, xe đây rồi. Xe của chúng tôi này. Bọn quái vật giết hết những quân lính được đào tạo bài bản, nhưng mà nhóm của Dan gồm toàn lính mới ngu nga ngu ngơ, vẫn tỉa được một đống quái. Tôi chạy kịp khỏi bom. Một lúc sau Dan tỉnh dậy, gặp già đèn 1, già đèn 2. Ba chỉ huy chiến dịch vừa nãy, hóa ra đây là con gái Dan trong tương lai, nhưng có vẻ không còn yêu bố như hồi trước. Sau một lúc trao đổi, chúng ta biết được con gái Dan là chỉ huy tổng, đồng thời là nhà khoa học đang nghiên cứu cách để giết hết quái vật bằng thuốc độc. Thuốc độc giết được con đực nhưng không giết được con quái chúa, nên giờ Dan và con gái phải đi bắt con cái về nghiên cứu và làm thuốc độc để tiêu diệt nó. Vì sao lại là con cái? Vì nó đẻ trứng cho loài vật này sinh sôi. Cả hai cùng tìm lên trực thăng đến cái hang nơi cả đội đang lùa con quái chúa. Trong hang một đội đang kéo nó vào lồng, nhưng con quái xô ra thì triển hết võ công, một đấm trên cao, một đạp sang ngang, một quả móc trái cắn đứt đuôi anh lính này luôn. Sau một nổi chật vật cộng thêm sự trợ giúp của Dan, con quái chúa bị lùa vào lồng rồi trực thăng kéo lên mang đi. Lũ quái định bay tới chặn đầu nhưng bị anh phi công dùng cánh quạt xay thành thịt, nhưng mà Dan và con gái bị kẹt lại. Nhưng lũ quái biết đây là nhân vật chính, tấn công không hết sức, tạo cơ hội cho hai bố con chạy xe ra bãi biển và chờ được cứu. Lúc này con gái Dan và Dan mới tâm sự với nhau. Con gái Dan không yêu Dan như trước vì trong tương lai ông bỏ bê gia đình, ly hôn mẹ tôi và bị tai nạn chết đúng lúc tôi cần ông nhất. Đoạn này nói chung là để Dan lấy động lực là nhân vật chính tiếp. Sau đó hai bố con được đưa về căn cứ cuối cùng của loài người và tiến hành chế thuốc độc dựa trên con quái chúa là bla bla ni ni ni. Trong khi chờ thuốc chế, con gái Dan tiết lộ loài người trong tương lai đã hết hy vọng như Việt Nam đá World Cup năm nay. Giải pháp duy nhất là chế xong thuốc độc để cho Dan mang về hiện tại của mình rồi sản xuất hàng loạt và chờ quái đến. Thuốc cuối cùng cũng chế xong nhưng đã quá muộn. Con quái chúa tỉnh dậy gào lên gọi anh em giang hồ đến cứu. Cứu em với các Oni-chan. Thế là đám quái bú đến nhanh như TikToker bù lấy trend mới, phá hủy căn cứ cuối cùng của con người. Loài người chống trả yếu đuối bằng mấy cái máy bay trông ngầu phết nhưng mà không lại. Hai bố con bị dồn vào đường cùng nhưng chỉ bị dồn thôi chứ không có con quái nào tìm
tìm ra. Còn vài phút nữa, Dan sẽ hết 7 ngày nghĩa vụ và tự nhảy về thực tại của mình. Cách duy nhất để loài người chiến thắng là Dan mang cái thuốc này về, sản xuất hàng loạt, chơi bọn ngoài hành tinh đến, rồi dùng thuốc độc giết hết. Con gái Dan sau đó hy sinh để bố an toàn nhảy về, rơi xuống cả đàn quái vật. Còn Dan thì trở về thực tại, đau buồn vì trong tương lai mình là người bố tồi, mà con gái sẽ chết. Vì thế nên anh quyết tâm tìm ra điểm đáp của bọn quái vật. Dan tìm đến anh già đen 2. Anh này có một cái móng quái vật, cả hai mang cái móng đến chỗ anh già đen 1 và tìm thấy ở trong móng có bụi núi lửa. Sau một hồi suy luận và tham khảo thằng cu có kiến thức về núi lửa này, tất cả kết luận bọn quái vật không phải xâm lược trái đất ở tương lai mà đã đáp xuống từ thời cổ đại nhưng bị đóng băng ở Nga do biến đổi khí hậu, băng tan rã và bọn quái sổng ra ngoài. Dan mang thông tin này đến bộ trưởng quốc phòng, xin quân đến Nga để đi đánh, nhưng bộ trưởng quốc phòng không cho về tình hình chính trị các thứ. Thế là Dan phải tìm đến ông già phi âm có máy bay. Một đội được thành lập gồm Dan, hai anh già đen, ông già đen và đội của chị già đen này. Cả đội đến Nga tìm được tàu của quái vật. Hóa ra không phải bọn quái vật tự đến mà là giống loài nào đấy đưa bọn này đến làm công cụ để hủy diệt sự sống trên trái đất. Trên tàu có rất nhiều quái đang chờ ngày nở. Cả đội tiến hành bơm thuốc độc có tác dụng nhưng lại đánh động tất cả quái trong tàu. Quái tràn ra, buộc chị già đen cùng đồng đội quyên sinh. Anh già đen này cũng ở lại tặng cho Dan cái móng giỏ làm may mắn, rồi làm nổ con tàu bằng thuốc nổ đã cài trước, nhưng vẫn còn vài con thoát ra ngoài. Rất may đã có bố đen ở ngoài dính sẵn bắn dụng nhiều con, nhưng con quái chúa vẫn thoát được. Thế là hai bố con lên xe bắt đầu đi săn quái. Bố đen chứng tỏ mình là thợ săn cửa khôi, thiết kế nhanh một cái bẫy nhử con quái, bắn nó từ xa. Nhưng con quái đóng 6 giáp gai, bố đen cầm ốp bắn mãi không chết. Con quái lao đến toàn kết liễu thì bị Dan phóng quả xe điều vừa lờ đâm vào. Hai bố con dồn quái ra cái vực. Trong phim khác thì vực là vũ khí số 1 chống lại kẻ xấu, nhưng mà nhìn con quái này đi, trông tao có giống tao sợ vực không? Tao có đủ chân tay để đu 10 cái trực thăng luôn. Từ dưới vực nó xông ra vồ hại bố con. Bố Dan rút súng ra bắn nhưng bị đó bắn trả. Dan cũng bị bắn rồi ăn một gai vào chân. Con quái xông tới, Dan rút cái gai ra xuyên vào hàm nó, chặt mù một mắt. Bố đen cũng xông vào gõ mù cái mắt còn lại. Con quái điên cuồng bắn loạn xạ. Dan lấy loại thuốc độc nhanh tay chọc vào tay con quái. Ha ha, chết mày, nhưng bố mày không chết. Con quái tự cắn đứt cái tay bị độc, xông vào chiến tiếp, tiến gần đến chỗ Dan. Dan định dùng cái móng chọc nó nhưng bố Dan cắt tay cho con quái ngửi thấy mùi máu. Định hy sinh để có thể lần đầu tiên làm gì có ích cho con trai. Có cái như ông già, ông chết thì có ích gì? Dan tức quá, lao đến kẹp cổ con quái, một dịch vào cổ, rồi hóa mê quái giờ, móc phát vào bụng để chắc chắn con quái chết. Dan lấy ra một lọ Mirinda soda kem, đấm vào họng con quái. Nếu nó không chết vì độc thì cũng chết vì tiểu con mẹ nó đường, chết để tiêu diệt mối nguy hiểm cho con người. Nói chung phim này kể lại thì có vẻ khá hay, nhưng mà xem thì hơi dài và nhiều chi tiết thì kiểu chưa tới lắm. Tôi chấm phim này một con quái vật trên hành tinh Namek.